Chùa Tây Phương, di tích quốc gia đặc biệt. Chùa Tây Phương hay Sùng Phúc Tự là di tích thuộc loại hình kiến trúc nghệ thuật, nằm trên địa phận xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Sự ra đời của ngôi chùa này gắn liền với quá trình truyền bá đạo Phật vào Việt Nam. Chứng tích vật chất liên quan tới ngôi chùa đó là ở thời nhà Mạc, tức Mạc Phúc Nguyên 1547 đến 1561. Đây chính là thời điểm để ngôi chùa có quy mô như hiện nay. Sau đó, vua Lê Thần Tông, chúa Tây Vương Trịnh Tạc, vua Lê Hy Tông đã tu sửa thêm, nhưng không nhiều. Chùa Tây Phương nổi tiếng không chỉ ở sự cổ kính qua truyền thuyết và lịch sử, mà nó còn nổi tiếng ở cảnh quan đẹp đến mê hồn. Chùa tọa lạc ở trên đỉnh núi Câu Lâu, giữa vùng đồng bằng màu mỡ với núi non, sông nước, gắn liền với quan niệm phong thủy phương Đông. Tây Phương còn nổi tiếng ở bộ tượng thờ bằng gỗ sơn son thép vàng, có thể coi là Phật điện đông đúc nhất trong các ngôi chùa ở Việt Nam, có giá trị tiêu biểu xuất sắc về tượng gỗ và được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2013. Chùa Tây Phương hiện nay gồm các hạng mục Tam Quan Hạ, Tam Quan Thượng, Miếu Sơn Thần, Tiền Đường, Trung Đường, Thượng Điện, Nhà Tổ, Nhà Mẫu và Nhà Khách. Từ Tam Quan Hạ phải đi 247 bậc đá ong mới đến được Tam Quan Thượng. Miếu Sơn Thần nằm ở bên trái chùa, tách biệt với khu chùa chính. Nơi đây vừa là nơi thờ thần núi, vừa là nhà thờ Đức Ông. Chùa chính nằm ở trên đỉnh núi Câu Lâu, có kết cấu kiến trúc chữ công, bao gồm các tòa tiền đường, trung đường và thượng điện. Cả ba đều có kiến trúc khung gỗ kiểu chồng diêm, hai tầng, tám mái. Tiền đường, thượng điện là có 5 gian hai trái, còn trung đường được thu ngắn chiều ngang chỉ còn 3 gian hai trái, 4 bộ vì kèo, nhưng lại có mái thượng cao hơn hẳn lên. Chùa chính Tây Phương còn rất nhiều sự đặc biệt về kết cấu khung gỗ, về tàu mái, bộ mái cùng các mảng đề tài trang trí các kiến trúc trên gỗ. Nhà tổ, nhà mẫu được chia theo kiểu ba gian, phía bên ngoài thờ tổ, bên trong thờ mẫu. Nhà khách là hạng mục nằm ở sườn phải của chùa chính. Điểm nhấn chùa Tây Phương là hệ thống tượng Pháp với những kiệt tác hiếm có trong nghệ thuật điêu khắc tôn giáo, tiêu biểu là các pho Tuyết Sơn, Thập Bát Vị La Hán, Bát Bộ Kim Cương, có niên đại từ thế kỷ 18. Ngoài ra còn có nhiều pho tượng nổi tiếng khác thuộc thế kỷ 19 cũng vô cùng ấn tượng. Có thể nói Tây Phương là một bảo tàng về tượng Phật giáo tại Việt Nam. Chùa Tây Phương là một công trình kiến trúc độc đáo vào hạng nhất trong các ngôi chùa cổ của Việt Nam. Sự kết hợp giữa phong cách kiến trúc truyền thống với không gian sinh thái tự nhiên, do đó giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật của nó cùng các bộ tượng Phật trong chùa xứng đáng để Tây Phương là đệ nhất cổ tự. Chính vì lẽ đó, năm 2014, chùa Tây Phương được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt về giá trị kiến trúc nghệ thuật. Lễ hội chùa Tây Phương diễn ra vào ngày 6 tháng 3 âm lịch, nhưng được diễn ra nhiều ngày trước đó với nhiều sinh hoạt văn hóa mang đậm chất xứ đoài như kéo co, đánh cờ, vật, múa rối nước, hát xứ đoài, vân vân, cùng với nghi thức cúng Phật trang nghiêm như lễ mộc dục, chạy đàn, tụng kinh, kế hạnh.
đã tạo nên một không khí không chỉ quy mô ở làng, xã mà còn mở rộng ra các vùng và liên vùng. Mời các bạn tham quan chùa Tây Phương với ký sự di sản UNESCO.